Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan with Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo để cho mình nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có Battle Z tuần mới rồi anh em ơi. Đây này, Battle Z thì mình sẽ vào đây luôn cho anh em xem. Hôm qua mình đến con thứ 9 thôi và nhận được có 56 game. Cũng là tốt rồi đúng không? Để xem trong này nó bán cây gì nha. Hiện tại lần này Conscape, Consermin, đậu bóng tối à. Chắc là liên quan tới mình có thêm một cái thời trang dành cho Apple Motor nhưng mình không có này. Nên cũng chẳng mua điểm gì cả. Đậu bóng tối là 25 kẹo. Ok. Filamin đậu cái này không, min bóng tối và cái min sấm sét anh em ạ. Cũng không cây mới, hiện tại nó chưa update cho chúng ta cây mới đâu. Mình sẽ thử vào đây để chơi xem như thế nào nha. Butter Z mùa mới à. Chúng ta dùng chiến thuật như thế nào đây? Mình chưa biết dùng chiến thuật như thế nào luôn. Được tăng sức mạnh cho hệ phép thuật và giảm sức mạnh của cái hệ bom. Cây bắt buộc đó chính là cây thôi miên. Đấy, cây thôi miên này anh em thấy chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái gì nhỉ? Có lẽ được dùng hoa mặt trăng không ta? Đây, hoa mặt trăng đây, có ngay. Đậu bóng tối, chắc mình sẽ dùng cái Shadow Piercer này. Cái này có nên dùng không ta? Shadow Piercer này, min bóng tối. Ok, cái này cũng là min bóng tối anh em. Min bóng tối là cái này đúng không? Level 2 này. Thật ra thì min bóng tối nó cũng không ấy lắm. Min phù thủy à? Min phù thủy để làm gì ta? Các bạn, à đây đây đây, mình có min phù thủy đây, có. Min phù thủy đâu à? Lâu lắm rồi không dùng cái min phù thủy anh em ạ. Và chúng ta sẽ dùng thêm cả một cái kéo nữa nhá. Tại vì cũng có gà mà. Bọn nó sẽ có mấy con gà nên mình sẽ dùng cái min kéo này. Ok, và hy vọng ta có thể đánh được. Dùng ba cái loại min khác nhau. Rồi, ok. Như thế này. Mình cần rất nhiều săn đầu tiên anh em ạ. Xong rồi làm gì thì làm. Đấy, như thế này này, như thế này này, xong. Có lẽ là ok đấy. Rồi. Rồi. Bây giờ sẽ là thôi miên này, xong chưa ta? Let's rock anh em ơi, hy vọng có thể chơi được. Mình cần mấy cái săn lúc đầu đã, xong rồi tí sau. Ok ok. Cho tôi săn này anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có ngay, có ngay. Tôi cần săn, cần rất nhiều săn nha. Ok. Có lẽ là sẽ đào bớt một số. Ôi chưa, không được rồi. Như thế này thì nó sẽ khá là chậm. Hơi bị chậm so với chúng ta luôn. Săn 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 săn. Để đây cho nó nhiều săn cái đã anh em ạ, tính sau. Ok. Phía sau sẽ là thôi miên. Đấy. Khỏe mà. Rồi. Lúc nào có nhiều săn thì chúng ta sẽ đổi sang mấy cái kia nha. Thoải mái đi, đẹp đi. Thôi miên nè. Thôi miên nè cưng. Phải đặt thêm trên này thêm này. Trên này cũng sẽ cần thêm này, điều chắc chắn này. Rồi, kéo xuống, chắc chắn luôn. Không phải để nó tự do thế được đúng không? Một phát ở đây. Một phát ở đây. Săn thì rất nhiều đấy, có lẽ mình sẽ bắt đầu đào bớt đi thôi. Yeah. Tăng sức mạnh được không? Hiện tại là có tăng sức mạnh được không ta? Đây đây, chúng ta sẽ lên được 170 mấy ngàn rồi. Úi xa. Ghê. Đông đấy, nhưng mà làm gì được. Làm gì được đâu. Không làm gì đâu nhé. Mình có thể tăng sức mạnh được à? Tăng sức mạnh, mình có nên tăng sức mạnh cho mình cái này không? Từ từ là mình đang suy nghĩ xem nên tăng theo kiểu gì. Các bạn là chưa cần vội. Hiện tại là chưa cần vội. Min gai này anh em ơi. Ôi, min gai này. Gai thì nó hơi ấy quá rồi. Còn hơn một phút nữa anh em. Ô, bị phá hủy rồi, chứ bị phá rồi. Chứ bị phá rồi. Ui, chơi vào nhanh thế. Ô, rồi ô, chỗ này vào nhanh nhỉ. Chạy sao chỗ này, trên này mình bị phá hủy hết cây này. Lý do tại sao ta? Điên thế nhỉ. Ở đây có thêm một số con này, từ từ. Mình sẽ sử dụng cái
Chào rồi. Từ nha. Này này. Bóng tối đấy anh em ơi. Lên. Giết nó. Thịt nó anh em. Tiếp tục dùng cái này thêm nhỉ. Theo mình nghĩ là nên dùng cái này. Cho nó rơi xuống nào. Cho rơi xuống nào. Lên. Cố lên nào. Cố lên nào. Sử dụng thêm một cái pin phép thuật nữa, tăng sức mạnh cho mấy cây phép thuật của chúng ta nó khỏe hơn nữa. Điều khiển boss như thế nào đấy. Nó nhiều còn tốt đúng không? 755.000 rồi. Wow. Còn có 9 dãy thôi anh em. Dùng luôn sức mạnh này, sức mạnh. Lên nào. Ok. Đang cố gắng giết con boss này đây. Hơi chậm nhờ. Ấy trời, mấy cây này không ăn thua anh em ơi. Và chúng ta có trận thắng đầu tiên trong này. Mình nói chung mình biết cách dùng một chút rồi. Nó không quá khó. Dễ thôi. Bomber Granite. Chúng ta có cần nhiều cái cây đậu bóng tối hơn. Đúng không? Chính xác như vậy. Hay là mình min phép thuật có vẻ như là hơi vô dụng. Hay là người ta sẽ đổi sang cái cây Dust Lobber hay hơn anh em ạ. Có lẽ là đổi sang Dust Lobber. Đâu rồi? Dust Lobber là cái cây đây có ngay. Nó là level 5 đấy. Rồi, let's drop này anh em ơi. Lần này thì sẽ chơi theo một cái kiểu khác. Chắn rồi. Không thể chơi theo kiểu lúc nãy được. Bây giờ phải đào bớt những cây đi. Thế này. Không cần quá nhiều san. Đấy, bây giờ phải đặt nó ở xung quanh chỗ này này. Như này không biết là có được không nữa. Reload thử xem nào. Nhưng mà mình rất ít săn nhá. Nên nhớ là rất ít săn luôn. Đào này đi phát. Đào này đi phát. Ok. Đặt cái này vẫn phải đặt một cái hàng ở giữa này xong tiết là xong rồi bỏ ra ngoài. Chính xác như vậy. Let's drop anh em ơi. Hy vọng là có nhiều săn để mình có thể chiến được. Săn. Tôi cần săn anh em ơi. Cần rất nhiều săn nha. Cần cực kỳ nhiều đấy. Dust Lobber này. Khó đặt thôi. Rồi. Cứ có đặt thôi anh em ạ. Không việc gì là phải lo cả. Mình cần một hệ thống phòng ngự ở chỗ này đã. Dust Lobber này. Yes. Lên nào. Bóng tối luôn này. Giết nó anh em. Đấy. Ok. Tiếp tục nào. Cây kia nó hồi lâu quá thì ta sẽ dùng cây này luôn. Chính xác là như vậy. Hồi khá là mất thời gian. Đấy, bảo vệ ngay và luôn. Có là lên nữa. Thôi miên mấy cái bữa bẩn làm gì ra. Đầy cây còn chưa thôi miên này. Dust Lobber này anh em lên. Thằng này nó bắt đầu là bỏ bớt cây ra. Thôi miên ở trên này. Hợp lý. Thôi miên là cả mấy con bò kìa. Dã man. Khỏe vãi cái lúa thôi nhờ. Ok. Khỏe mà. Team bắt đầu là ngon đấy. Nào. Slow lại. Đam mắc to luôn. Sẽ dùng cái cây. Cứ dùng cái cây đậu bóng tối cho mình. À cái min bóng tối cho mình. Là xong ngay. Cẩn gọn gà nhé. Cẩn thận gọn gà thôi là xong. Rồi ok. Thống cây khá là ổn. Khá là đẹp. Này. Vào đâu. Ui, từ. À, cây kia chưa hồi. Còn một chút thôi, chưa hồi này. Từ đào này nhỉ. Ok, mình phải phá cái này ra trước. Đúng rồi, chính xác. Phá cái này ra trước này. Min này. Đó, cho cái này lên. Tiếp tục này. Đấy, tăng sức mạnh này như thế này cơ mà. Rất là bá luôn đấy. Từ hết cái này cái là mình sẽ tăng sức mạnh cho nó nha. Cái này hết rồi, cây. Tăng sức mạnh này. Lên nào. Không thể thua được. Còn một lần tăng sức mạnh nữa được 1.2 triệu rồi. Hiện tại là chúng ta được triệu 200 ngàn điểm. Tiếp tục này. Mày vào đây á.
này này, ok ok. Con boss này khỏe thế nhờ, không chết nổi cơ, dã man. Con boss không thể chết nổi cơ, thật đấy, kinh khủng. Đánh đến mức độ này mà không giết nổi nó luôn kìa. Ồ, 1.600.000 điểm. Có lẽ là chúng ta không cần sử dụng cái cây, không cần dùng cây này. Làm sao mà giết được mấy con boss này đây đây. Con boss này khó giết quá. Chúng ta được thêm 3.000 coin đấy anh em ạ. Tạm ổn, tạm ổn thôi, chưa có gì cả. Chúng ta sẽ quay trở ra để tiếp tục là chơi một số trận ở trong này nha. Mình sẽ vẫn còn cái event nữa. Event trứng hôm nay là mùng 1 tháng 5 rồi mà vẫn còn xuất hiện cái event trứng này. Khá là buồn cười. Rồi mình sẽ chơi event trứng ở đây luôn. Dĩ nhiên event trứng vẫn còn ạ, à, vẫn còn xuất hiện ở đây. Cho được 1.600.000 điểm. À, cái này thì mình biết này. Cái này thì từ từ đặt trên này thì cái này không đặt được. Từ nha, chúng ta đặt đây trước này. Cái này là cái gì ta? Cái này là cái gì nhỉ? Mình không nhớ nó là cái gì luôn đấy. Bắn nó đã. Slow lại này, slow lại này. Độc. À, nó sẽ di chuyển. Ok, mình hiểu cái chỗ đấy rồi. Đặt ở phía sau này là ok đấy anh em. Rồi, phải giết nó trước đã. Đấy, thế này. Cho đặt nó hơi gần quá này. Ra là hơi gần quá rồi. Ok, đồng thế. Đồng vãi cả lừa lều rồi. Con này có level 3 rồi à? Yếu thế nhở? Yếu quá, ăn thua luôn. Cái chỗ cửa này cũng khá là khó chịu này. Làm sao bây giờ? Nó bắt đầu mổ anh em ạ, nó bắt đầu mổ cái cây của mình rồi. Khó chịu thật đấy, mắc khó chịu luôn. May quá chúng ta vẫn giết được. Ok, cho nó ăn cái độc cái phát. Này này, độc này. Không vào. Cái cửa giữa này khó chịu thật đấy. Phải nói là như vậy. Slow lại này. Slow hết lại này. Đấy. Cần có 3 cây ở đây để bắt đầu là đẩy nó ra ngoài. Đẩy nó ra ngoài, chính xác là như vậy. Cái này là chúng ta sẽ dùng để cho thu nhỏ. Ôi. Thế đấy nào nhỉ? Ở đây tại sao lại có cả một đống đây? Đừng di chuyển. Ai, giờ mất một cái chỗ này rồi. Không sao, đằng nào thì cũng vẫn phải thế thôi. Xuống hết đây nào. Cho cái này phát này. Slow lại này. Chạy đâu. Và đẩy nó ra ngoài anh em. Đẩy nó ra ngoài đây. Rồi. Tiếp tục thu nhỏ cái con thỏ này vào. Thu nhỏ con thỏ này vào này. Ô, thế deck nào ở chỗ này nó sẽ bắn được mình đây. Xong ngay, vớ vẩn thật. Ở đây cũng có một con anh em ạ, nó bị slow rồi. Mình còn phải đẩy ra ngoài không? Chết rồi, quả này là mệt rồi đấy. Striking Violet. Đừng để nó vào quá sâu anh em ạ. Chính xác. Rồi, nó sẽ tập trung hết vào cửa giữa thôi mà. Đây, ba cái. Sẵn sàng luôn. Mình muốn thu nhỏ bọn này vào một chút. Ok. Sau đó cho một cái này để ra ngoài. Quá đơn giản. Thêm cái độc nữa là xong. Nấm mèo ạ, lâu lắm mới dùng cái đấm mèo này. Cực kỳ là lâu đấy. Và ok, chúng ta sẽ mở ra nào. 1.000 coin tất cả. Ôi, 4.000 coin phía dưới này. Rồi, chúng ta thắng thêm được một trận nữa. Mình sẽ x ra ngoài, tắt ra ngoài. Chính xác là phải tắt ra ngoài rồi. Ở đây có cái gì không nhỉ? Hoàn thành quest này. Quest complete này. Kiếm thêm được đó chính là 5 viên game đấy anh em ạ. Khá ngon. Bên này thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ được chơi cái cây thôi miên. Một điều chắc chắn là như vậy đấy. Không phải à? Có daily quest. Cứ tưởng sẽ được chơi cây thôi miên nhỉ? Không như chơi rồi. Thôi mình sẽ dùng cái cây free hàng ngày vậy nha. Hôm nay dùng cái gì ta?
Để xem nào, chúng ta cây snowpier anh em ạ. Băng giá, cái này tăng nhanh là được rồi. Cái này dễ mà, cửa này dễ, con này khỏe lắm. Tác dụng là slow lại team địch của nó rất là bá cháy luôn. Con trên là sẽ được cái này, sẽ được cái plant food này. Con dưới là khá khỏe này, để đây này, đẹp vậy. Đội hình chúng ta ghê nhỉ. Có lốc tới ạ, sợ thật. Rồi xong. Tấn cỡ delay phát này, xong. Slow lại nó dẫm vào gai sắt luôn. Siêu khó chịu luôn đấy. Phải nói. Chết luôn, vớ vẩn, làm sao phải vào đây được. Ui giời, vào đây làm sao được. Làm sao có cửa vào đây. Không có cửa luôn nha các bạn trẻ. Tiếp tục bị gai sắt đập vào người như thế này cơ mà. Cái đặt gai sắt này nó hơi gần quá. Thế nhìn thấy nó hơi gần đấy nha. Nhưng mà nó cũng nhanh chết rồi mà. Bắn chết ngay ở trong cái lốc rồi chứ chưa cần đến mấy cái kia cơ. Wow. Kinh phết nhờ, mình có rất là nhiều cái plant food nha. Nhiều lắm ấy. Nó không kịp vào đâu. Dã man. Bắn như thế này làm sao mà vào được. Không có cơ hội nào luôn nên cho các bạn trẻ vào đây. À đây. Thêm cái này vào. Bắn thôi anh em. Rồi. Không vào đây quá được. Mình không phải lo. Đấy, như thế này là quá hợp lý luôn rồi. Đố vào luôn. Toàn gai sắt thôi. Khổ thân bọn này, dã mà gai sắt đau chân. Dã man nhỉ. Đồng như quân nguyên này. Nhưng mà băng của mình là quá khỏe. Tân cuối luôn rồi. Vàng nè. Yes, băng bạc này. Đây đồng bạc. Kia đồng vàng. Full đội hình. Nếu mà thiếu thêm đào ở phía trên là xong. Không cần. Hơi lẻ loi. Vậy là chiến thắng rồi anh em. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc mấy nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Plan Zombie 2. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.